Em chào mình, em đã quay trở lại với Tùng Audio Hải Dương và xin cảm ơn các anh em ở đầu tuần mới cũng đã đặt hàng rất là nhiều ủng hộ bên cả Tùng Audio. Và biết rằng là ở những thời điểm cuối năm như thế này thì cái việc lựa chọn dàn thiết bị âm thanh cho phòng gia đình cực kỳ là rất là quan trọng, đúng không ạ? Và em cũng cảm ơn các anh em khi đã lựa chọn bên Tùng Audio là đơn vị cung cấp cho thiết bị âm thanh gia đình các bác. Và cũng đầu tuần mới các bác ơi, đơn hàng của bên em thì rất là nhiều. Đấy, hôm nay thì đội ngũ nhân viên bên em thì đóng hàng từ sáng giờ rồi đến tầm chiều đấy các bác ơi. Vẫn còn đến gần 30-40 đơn nữa mà chưa kịp đóng hết đây. Những cái mẫu sản phẩm như là vang LS-48 bên em vẫn đang có chương trình giảm giá 1.150.000 này. Đấy, LS-48 anh em nhìn thấy không ạ? Rất nhiều quả DBX quản lý nguồn. Vang JBL-S8 thì ngày hôm nay hơn 3 thùng lên đường cho anh em. Đấy các bác thấy 30 con JBL-S8 chỉ trong một buổi sáng thôi. Và đến buổi chiều nay thì vẫn còn rất là nhiều này. Đơn hàng LS-48, JBL-S8 thì quá nhiều rồi. Đấy, em không đếm nổi nữa. Kể cả lưng tiếng TDCB-1000, một trong những mẫu sản phẩm bên em giá chỉ 1 triệu đồng thôi mà anh em lựa chọn rất nhiều. Và ngoài ra ấy, còn rất là nhiều những cái bộ combo sản phẩm các bác ơi. Các bác nhìn xem những cái bộ combo sản phẩm bên em này. Đấy, đi cho anh em khách hàng cả vang LX-FX70 và JBL-S8 cũng như là những cái bộ mix xua UX23 Plus. Đây, ngày hôm nay thì em cũng có rất là nhiều những cái bộ combo sản phẩm đi cho anh em khách hàng ở đây. Tiện đây làm em video nữa cho anh em ở trong miền Nam với bộ combo sản phẩm này. Đây của Lexotic này, kết hợp với dòng vang JBL-S8 đang có chương trình giảm giá, và dòng lưng tiếng Lexus 88 Plus các bạn, anh em đã nghe qua phiên bản này chưa? Nếu như anh em đã đăng ký kênh hay đã theo dõi bên Tùng Audio thì chắc chắn không nên bỏ qua phiên bản lưng tiếng mẫu mới nhất của năm 2023 rồi. Và ngoài ra còn một cái dòng mic nữa mà em phải nhắc đến cho anh em, rất nhiều video bên em làm cái dòng mic này rồi. Dòng mic vỉ tím quốc dân gia đình, nếu như các anh em đang chơi âm đi, chúng ta đang cần một bộ mic dây để chơi, thứ nhất là chuyên nghiệp, thứ hai nữa để có giọng hát hay nhất, lựa chọn ngay cho em phiên bản G bên dòng xua UX23 Plus nhá, để có một tiếng chất âm thanh dễ hát nhất, ngọt ngào nhất cho khóa gia đình. Ngay bây giờ thì cùng với em đập hộp và trải nghiệm ghép ngay thành hoàn chỉnh một dàn máy âm thanh cho anh em khách hàng miền Nam với giá trị 7 triệu đồng nào. Đây là hình thức giao diện của bộ combo sản phẩm một dàn máy trị giá 7 triệu đồng cho anh em khách hàng ở trong thành phố Hồ Chí Minh đây các bác ơi. Với cái dàn máy này thì anh em hoàn toàn có thể có cho mình một dàn máy hiện đại là chuyên nghiệp khi mà chúng ta để vào phòng gia đình, đúng không ạ? Và anh em biết rằng việc khi chúng ta sử dụng đẩy nó đã tốt hơn nhiều so với chúng ta sử dụng công suất bằng âm ly rồi. Với việc là sử dụng đẩy Lexotic LA650, anh em hoàn toàn có thể chơi những cặp loa từ bát 20, bát 30 gia đình cực kỳ khỏe. Với công suất là 600W, anh em đánh với những cặp loa 30 là tốt nhất các bác nhá. Tiếng ra lực căng, khỏe, đánh cực kỳ chuyên nghiệp. Tiếp theo nữa là không thể thiếu được một con vang để làm gì ạ? Để vừa có thể nghe nhạc và vừa có thể kết hợp hát karaoke gia đình. Các tính năng ở trên dòng vang cơ đại số JBL-S8 Plus sẽ phục vụ cho anh em có một cái giọng ca, lời ca chuyên nghiệp nhất. Từ echo, reverb, effect EQ, các dạng bass mix, phần mix, phần nhạc và thêm chế độ sub nữa. BM đã hỗ trợ setup trước rồi. Khi mà các anh em đã đặt hàng với dàn âm thanh bên cửa hàng Tùng Audio thì BM sẽ setup tất cả tính năng làm sao cái dàn máy này khi kết hợp lại với nhau nó sẽ tạo lên một cái hiệu quả âm thanh tốt nhất cho phòng hát đình. À, việc còn lại của các bác chỉ cần ghép loa vào và chúng ta trải nghiệm âm thanh thôi. Rất đơn giản, không có gì khó khăn cả. Tiếp theo nữa là gì ạ? Lưng tiếng Lexus X88 Plus, một con lưng tiếng khi mà ghép vào phòng hát gia đình thì nó có hai công dụng chính. Thứ nhất sẽ lưng tiếng mic và thứ hai sẽ lưng tiếng nhạc. Nhưng mà ở đây thì những cái dòng này, đặc biệt là cái mẫu sản phẩm vang Lexus JBL-S8 Plus và khi kết hợp với dòng mic xua UX23 Plus, tiếng âm thanh nó rất là hay rồi. Vậy là chúng ta sẽ không cần lưng tiếng mic nữa, chúng ta chỉ cần lưng tiếng nhạc rồi. Và lưng tiếng nhạc để làm gì ạ? Để tự có thể căn chỉnh nó dạng bass trung chép theo thích riêng của mình. Khi các anh em nghe nhạc muốn sôi động hơn, khoan khoái hơn, tiếng bass trung chép đánh căng hơn, được tốt hơn, chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn phiên bản lưng tiếng Lexus 88. Bass tiếng chép chế độ nhạc, 4 tính năng đơn giản căn chỉnh cho anh em. Và dường như nhận hàng về thì ai cũng có thể sử dụng được, chỉ cần vặn theo một cái đồng hồ thôi, tăng giảm giải bass. Đấy, anh em vặn cho em phím đầu tiên, giải lời, chế độ nhạc hay giải chép, rất đơn giản dễ dàng phải không ạ? Và dòng mic Sure Plus, dòng mic này thì không cần phải hướng dẫn cho các anh em cách sử dụng nữa, đúng không ạ? Chỉ cần cầm mic lên và trải nghiệm âm thanh thôi. Bây giờ thì cùng với em trải nghiệm cái âm thanh của dàn máy âm thanh trị giá 7 triệu đồng cho anh em khách hàng thành phố Hồ Chí Minh nào. Đầu tiên là cùng các anh nghe một chút nhạc nhá. Tuyệt vời phải không các bác? Các bác đã được trải nghiệm tiếng âm thanh đến từ dàn máy 7 triệu đồng. Các bác nghe về phần nhạc như sao ạ? Sáng, tiếng sạch và có độ ổn định cao, bát trung chép ra hiệu quả, bởi vì chúng ta đã sử dụng qua phiên bản lưng tiếng Lexus 88 rồi. Im lên bát hiện đỏ đây, tức là chúng ta đã thông qua lưng tiếng. Khi đó thì tiếng nhạc nghe có phần khoan khoái hơn nhiều, âm thanh ra sôi động, tiếng chắc với giải bát.
và tiếng tốt về giải lồng chắc chắn sẽ mang lại cho anh em một cái hiệu quả phòng hát đình, một hiệu ứng tốt và tích cực nhất cho phòng hát đình khi chúng ta nghe nhạc trải nghiệm âm thanh. Và điều đặc biệt hơn nữa, khi qua có một cái dàn âm thanh hiệu quả như thế này thì chúng ta phải được trải nghiệm âm thanh về tiếng mic. Bây giờ thì cùng em trải nghiệm tiếng trị âm thanh của mic Suai 3 kết hợp với dòng Vancouver số JBLS Tab Plus nhé, để xem là tiếng trị âm thanh nó có hiệu quả để các anh em có thể lựa chọn ngay với phòng gia đình hay không nhá. Lên 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 1 2 5 6 7 8 9 10 ăn 1 2 5 6 7 8 9 10 ăn 1 2 5 6 7 8 9 10 5 6 7 8 9 10 ăn 1 2 5 6 7 8 9 10 ăn lên anh em thấy thế nào ạ? Rất chất lượng đúng không ạ? Echo ngọt là tính tiếng lăng, cái dòng mic Suai 3 Plus thì nó là một trong những dòng mic tiếng thanh rất dễ chịu, có độ lịnh tiếng cao khi kết hợp với dòng Vancouver số JBLS Tab Plus ấy, vừa có chế độ echo ngọt và vừa có hiệu tính năng reverb chuyên nghiệp, chắc chắn sẽ tạo cho phòng hát đình một cái âm thanh tốt nhất cho giọng hát các bạn anh em. Và ngày hôm nay thì bên cửa hàng em lên đường ngay với bộ sản phẩm đẩy vang mic lân tiếng với giá trị tổng sản phẩm này chỉ có 7 triệu đồng thôi, một mức giá quá là rẻ rồi. Đang trong cái thời khắc mà những cái thời điểm cuối năm thì giá thành tất cả những chiếc trang thiết bị âm thanh dường như đang giá. Nhưng mà khi mà đã đến với Tùng Audio, chúng ta không phải lo về giá, và giá bên em thì luôn luôn là giá đứng giá rẻ top đầu thị trường rồi. Anh em đang có nhu cầu với sản phẩm trang thiết bị âm thanh, đặc biệt là những dàn combo máy gia đình âm thanh ấy, hãy đến với Tùng Audio Hải Dương theo số điện thoại bên dưới 0979629336 để có ngay cho mình những cái thiết bị tốt nhất và giá rẻ nhất thị trường nhá. Video của em xin dừng lại tại đây. Cảm ơn các anh khách hàng đã quan tâm theo dõi ủng hộ kênh Tùng Audio Hải Dương. Xin chào các bác.